Trở lại bản tin ngắn. Tổng thống Trump đã cam kết sẽ tiếp tục tranh cử vào tổng thống 2024 nếu mà thật sự bị chính quyền của ông Biden buộc tội về hình sự bằng nhiều cái lý do khác nhau. Hôm ngày thứ Bảy 4 tháng 3, Tổng thống Trump 45 đã tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục tranh cử cho 2024 ngay cả khi bị truy tố tội hình sự. Chắc chắn rồi, tôi thậm chí sẽ không nghĩ đến việc rời bỏ. Ông nói với một phóng viên tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo tồn Truyền thống CPAC ở Maryland ngày thứ Bảy ngày 4 tháng 3. Khi được hỏi việc tiếp tục tranh cử nếu bị buộc tội, có lẽ điều đó sẽ làm tăng con số của tôi. Nhưng đó là một điều rất tồi tệ với nước Mỹ. Điều này sẽ rất có hại cho chính cái đất nước này. Tổng thống Trump đang đối mặt với một số cuộc điều tra, trong đó có cuộc điều tra hợp nhất của Bộ Tư pháp. Liệu ông có bị cho là giải quyết sai những cái tài liệu vốn dẫn đến cuộc đột kích FBI vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông hồi năm ngoái 2022 hay không? Tại Georgia, các quan chức đang điều tra hoạt động của ông sau cuộc bầu cử 2020. Hôm thứ Bảy, ông Trump đã đề cập những bình luận gây tranh cãi khi đưa ra cuộc phỏng vấn ngày 2 trước tháng 2 của 2022 bởi người phụ nữ đứng đầu bồi thẩm đoàn Georgia, đó là Emily North, người đã đưa ra những dấu hiệu cho thấy ông Trump phải đối mặt với những buộc tội. Sự xuất hiện của người đứng đầu bồi thẩm đoàn đã khiến nhóm pháp lý của ông lên án. Nhóm này đã nói với tờ báo Atlanta rằng họ đang xem xét việc nộp bản kiến nghị sau khi cô nói đã trình bày chi tiết công việc của bồi thẩm đoàn. Trong khi đó, người đứng đầu bồi thẩm đoàn là một người phụ nữ khá kỳ cục đi khắp nơi để thực hiện các cuộc phỏng vấn trên truyền thông. Nói cách khác, đang diễn ra là một trong nhiều đài bồi thẩm đoàn đi bêu xấu, trong khi đó vẫn chưa có kết quả cụ thể từ tòa án. Cựu tổng thống còn nói với các phóng viên rằng các đối thủ của ông sẽ làm bất kỳ điều gì có thể gây hại cho tôi về mặt chính trị, bởi vì họ e sợ tôi, họ e sợ quý vị, là chuyện như vậy. Trong bài diễn thuyết CPAC, ông Trump cũng nói rằng Đảng Cộng hòa cần thay đổi lối suy nghĩ của mình vì việc bỏ phiếu Waters và bỏ phiếu sớm sau khi thất bại của Đảng Cộng hòa ở 2020 và 2022. Trong nhiều năm, Tổng thống Trump đã chỉ trích cái chính sách bỏ phiếu này và nói rằng những chính sách này đầy mang tính lằng nhằng. Ông Trump đã nói bài diễn văn 90 phút tại hội nghị và khu nghỉ dưỡng quốc gia ở Maryland: "Sự thay đổi chỉ xảy ra nếu chúng ta tiến hành một cuộc cách mạng không nao núng." Đồng thanh tuyên bố cái thời đại chính phủ thức tỉnh bị vũ khí hóa là kết thúc. Nó là công việc của chúng ta, là trách nhiệm của chúng ta. Đây là bước ngoặt và thời điểm cho sự quyết định đó. Trong khi chỉ trích cái chính sách của chính quyền Biden, ông Trump cũng đưa ra các thành viên đảng Cộng hòa khác vào tầm ngắm. Tổng thống Trump cũng thanh lọc các triều đại cố đế của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Có nghĩa là gì? Là triều đại của Paul Ryan, Karl Rove và kể cả luôn Jeb Bush. Những cái triều đại này là những cái triều đại mà đang chứng kiến sự phát triển nhiều bành trướng của đảng Cộng sản Trung Cộng. Thời của Bush, thời của Obama, thời của Bill Clinton là ba cái thời đại kéo dài dẫn đến cái cán cân thương mại mậu dịch giữa Hoa Kỳ Trung Cộng ngày càng tăng. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn nói thêm, ông đã khởi động cái chiến dịch tranh cử cho 2024 và đây là cuộc chiến cuối cùng, họ biết điều đó. Tôi biết điều đó, quý vị biết điều đó và mọi người biết điều đó. Đây chính là như vậy, hoặc họ thắng hoặc chúng ta thắng. Nếu họ thắng thì chúng ta không còn một đất nước như cái đất nước Hoa Kỳ nữa. Và đó là lời tuyên bố của ông Trump. Và đó là bản tin ngắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình những bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.